Kính thưa quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chúng tôi là vận động viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021, mời quý vị đến với số phát sóng đặc biệt với những khách mời đặc biệt của chương trình. Quý khán giả thân mến, trong chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với huấn luyện viên Nguyễn Minh Phụng, đội tuyển karate Bình Dương. Xin mời quý vị. Chào anh. Chào chương trình. Mời mấy anh vô trong xem đội tập. Chào em Black. Xin mời huấn luyện viên cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ. Bước qua, đánh luôn, không phải. Đánh được thấy mà. Rồi thôi, nghỉ. Để anh phải chờ lâu quá. Không sao. Hôm nay cũng nhân ngày 20/1 thì em mời anh với lại chương trình vào nhà thầy Tuấn để thăm thầy Tuấn và chúng ta cùng trò chuyện. Vậy hả? Ồ, vậy là rất vui khi mà cùng huấn luyện viên Nguyễn Minh Phụng vào thăm nhà của thầy Tuấn. Thôi, chúng ta cùng đi. Chào. Chào thầy. Dạ xin chào đồng hồ của Tuấn ạ. Chào cùng tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, xin được giới thiệu, đây là ông Đồng Quốc Tuấn, người đã dày công xây dựng và duy trì sự phát triển của karate Bình Dương. Và ông cũng là người đã đào tạo ra rất nhiều lớp vận động viên karate giỏi của Bình Dương, và một trong số này là huấn luyện viên Nguyễn Minh Phụng. Thưa ông có thể cho biết là ông và huấn luyện viên Nguyễn Minh Phụng đã gặp nhau trong dịp nào ạ? Cái năm 98-99 là năm đó thì mình cũng mới tốt nghiệp đại học ra trường, mình về Bình Dương, mình xây dựng phong trào ở Bình Dương, thì lúc đó thì chưa có karate, thì mình phải đi tìm, đi nói chung đi vận động rồi để tao biết, tao biết cái môn karate là cái gì. Đến đại học thì cũng tình cờ là hôm đó có cái anh đồng nghiệp, anh ở gần nhà Phụng, mình vào thì không phải là gặp Phụng đâu mà gặp bố của Phụng, gặp vào nhà anh chơi thì gặp bố của Phụng. Mình vận động anh có con cái gì cứ đưa ra học thì mình sẽ nhận, rồi mình cũng giải thích cho người ta cái môn karate là như nào, chứ ngày xưa thì cũng không ai biết. Thì sau đó thì gia đình có bố của Phụng chở Phụng ra. Cái ấn tượng đầu tiên của ông đối với huấn luyện viên Nguyễn Minh Phụng là như thế nào? Phụng thì bây giờ nó đẹp trai vậy chứ ngày xưa nó xấu lắm. Nó ngày xưa nó đen thui, bố nó chở ra thì vào lớp học thì nói chung nó cũng như ngồi nó nhỏ xíu à. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên là khi lúc đó là mình vào mình tập những cái em mà vận động viên, mà những cái em mà võ sinh bình thường nó vào nó tập thì nó muốn sạc cái chân nó để mà sát đất á. Thì có những em nó phải học 2-3 năm cơ. Phụng nó vừa vào một cái thì mình cho khởi động về sạc sát xuống đất luôn. Là mình để ý ngay từ đó liền. Thì mình nói nếu mà có cơ hội mà được thành lập cái lớp năng khiếu thì mình tuyển liền, thì đúng như là sau đó thì thời gian thì cái lớp năng khiếu nó được tổ chức thì mình tuyển vào. Cái đó là cái ấn tượng đầu tiên mà ông Tuấn dành cho Minh Phụng. Vậy còn thấy còn Minh Phụng như thế nào? Em theo học karate cũng năm 99, là cái lớp đầu tiên của thầy Tuấn. Thì cái ấn tượng của em đầu tiên khi gặp thầy Tuấn thì là thầy rất là trang nghiêm. Trong cái giờ mà tập luyện ấy, thì hầu như là thầy rất là nghiêm khắc, và những cái kỹ thuật mà căn bản thì thầy dạy tụi em rất là kỹ, và vào cái giờ tập ấy, thì hầu như là thầy chỉ dạy căn bản cho tụi em, và trong cái thời gian mà tập luyện thì thầy rất là nghiêm khắc nên tụi em cũng rất là kính nể thầy cái phần đó. Phụng và ông Tuấn có thể chia sẻ cái
cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất của hai thầy trò không? Là đó giải là đầu tiên mà mình đi với em đó là ở Lào đó. Thì khi mà nó đánh cái đồng giải đồng đội đánh xong cái trận chung kết đạt huy chương vàng thì nó chạy vòng vòng vừa tìm biết là có bố với thầy ngồi trên khán đài, thì lúc đó là bố của Phùng đã khóc rồi, mắt chạy không dám ngồi, nó chạy ra ngoài khóc. Mình lên thì con này cũng vừa chạy vừa khóc, bố ơi thầy con, rồi vô gặp thầy xong thì bố đâu, mà mình thì cứ vừa sung sướng mà nước mắt nó cứ muốn chảy đó. Thế thì cái cảm xúc mà lúc đó thực sự nó sung sướng mà nó khó tả lắm. Kỷ niệm đáng nhớ của Phùng như thế nào? Kỷ niệm đáng nhớ nhất cũng là cái năm 2009, cái năm mà em đạt huy chương vàng SEA Games đồng đội, nội dung đồng đội. Thì em mới đầu thì em cũng không có nghĩ là bố em và thầy sẽ đi qua bên đó cổ vũ em. Nhưng mà sau khi em qua bên đó rồi thì mới biết tin là bố với thầy là đi qua sau để cổ vũ em. Thì cái thời gian mà thi đấu thì đó cái thời gian em cũng nói chung là cái kinh nghiệm và cái tâm lý của em cũng chưa có vững vàng. Nhưng mà đã biết tin được thầy với lại ba qua bên đó là cổ vũ thi đấu thì cũng là thêm cái động lực cho em. Nên cái sau cái giải đó thì em cũng đạt được cái thành công nhất định. Nhân dịp 20 tháng 11 hàng năm thì Minh Phụng thường gửi những lời chúc mừng đến thầy của mình. Mà đôi khi thì phải bận tập huấn cũng như là đi thi đấu thì Phụng sẽ thường gọi điện, đúng không ạ? Năm nay thì có dịp đến nhà của thầy. Như vậy thì Minh Phụng sẽ thay mặt cho những đồng môn của mình thì sẽ gửi những lời chúc như thế nào đến thầy của mình nhân dịp 20 tháng 11? Thì hôm nay nhân ngày 20 tháng 11 thì em cũng có chúc quà để tri ân đến thầy. Cũng chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe, bệnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Thầy cũng rất là cảm ơn vì tâm lòng của em, thì thầy cũng mong là khi mà làm vận động viên thì nó cũng nó khó nhưng mà thực chất là nó dễ. Nhưng mà để khi đã ra làm một người thầy, làm một huấn luyện viên rồi thì cái này cũng cần học hỏi nè. Cái thứ hai là mình phải trau chuốt thêm nhiều. Cái thứ ba là cũng thầy cũng mong là làm sao mà để mình cố gắng mình đào tạo ra được nhiều thế hệ vận động viên như những Phụng như này nè, đó là càng năm càng ngày càng nhiều thêm để mà góp công cho thể thao Bình Dương nói riêng và quốc gia nói chung ngày một phát triển. Cảm ơn thầy. Cảm ơn em. Thưa quý vị, một khoảnh khắc thật sự xúc động về tình thầy và trò. Và xin cảm ơn ông Đồng Quốc Tuấn và xin cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Minh Phụng đã dành thời gian cho chương trình. Xin chúc cho thầy và trò được nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho cái võ thuật nói riêng và thể thao Bình Dương nói chung trong thời gian tới. Xin cũng thay mặt cho thể thao Bình Dương cũng như là cái bộ môn karate thì cũng cảm ơn anh Dương An, cảm ơn ekip cũng đã đến để hôm nay. Thì em cũng xin cảm ơn anh Đan và mấy anh phóng viên cũng đã tạo điều kiện để làm một cái phóng sự về tình thầy trò. Được mấy anh làm phóng sự thì cũng cảm ơn anh và phóng viên rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào chương trình, chúng tôi là vận động viên. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Chúng tôi là vận động viên xin được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 14:50 trên kênh BTV1, 17:10 trên kênh BTV2 vào thứ Bảy hàng tuần và trên trang fanpage BTV Thể thao, kênh YouTube BTV Thể thao. Kính mời quý vị khán giả đón xem và theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình tuần sau.